Được đi khắp vũ trụ ăn chơi của quảnh cáo. Chưa bao giờ có một người cắt dưa hấu ngon như là Quỳnh Hương. Tại vì cắt đĩa ăn có nhiều người cắt bự quá, kỳ lắm, ăn khó lắm. Vì là cắt giống như là một cái hỏa tiễn. Điều thứ nhì là nước Việt Nam mà chúng ta có, dân tộc Việt Nam có tới 1.001.000 món ăn. Hôm nay có món ăn là cà ri Quỳnh Hương, chứ không phải cà ri Ấn Độ nha. Tại vì có bún, Ấn Độ đâu có bún đâu. Nó cà ri đó là cà ri Việt Nam, cà ri Quỳnh Hương. Đây là nhạc phẩm nó tặng cho Quỳnh Hương. Cha cha. Trưởng. It's now or never. Quý vị thường thường nói đến tình yêu đó, loài người chúng ta cần tình yêu từng giây phút một đã. Lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, em bé ngây thơ cũng cần tình yêu. Yeah.
Cảm ơn Dr. Yêu. Mời anh Hiếu, anh Lê Quang.